Nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 25 tháng 10 đến 6 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 15 ca dương tính mới, trong đó có 6 ca được phát hiện ngoài cộng đồng, 8 ca trong tỉnh, 7 ca là người về từ ngoài tỉnh. Địa chỉ cư trú của các ca nhiễm như sau: huyện Bình Đại 2 ca là người về từ Bình Dương, có địa chỉ cư trú tại xã Phú Thuận, phát hiện dương tính qua test nhanh. Huyện Châu Thành 6 ca, trong đó xã Thành Triệu có 2 ca, xã Tường Đa có 3 ca, xã Tân Phú có 1 ca. 5 ca mắc mới của xã Thành Triệu và xã Tường Đa do tiếp xúc với F0. Riêng ca mắc mới của xã Tân Phú là người về từ tỉnh Tiền Giang. Trước đó, người này có tiếp xúc với F0 tại Tiền Giang vào ngày 20 tháng 10, test nhanh trước khi về Bến Tre âm tính. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, khi có triệu chứng nghẹt mũi, ho, bệnh nhân tự đi test phát hiện dương tính. Huyện Chợ Lách 2 ca, xã Vĩnh Thành có 1 ca, xã Vĩnh Hòa có 1 ca. Cả hai trường hợp này đều có tiếp xúc với F0. Huyện Dòng Trơm 1 ca, có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thanh. Đây là trường hợp người về từ thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dương tính qua test nhanh tại trạm y tế xã khi bệnh nhân đến khai báo y tế. Huyện Mỏ Cày Bắc 2 ca, đều có địa chỉ cư trú tại xã Tân Phú Tây. Trong đó 1 ca là người về từ thành phố Hồ Chí Minh test nhanh dương tính. Ca còn lại do tiếp xúc với ca dương tính này. Huyện Thành Phú 1 ca, có địa chỉ cư trú tại xã Thới Thạnh, là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện dương tính vào ngày thứ ba qua test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện thành phố. Ngoài ra, trong 12 giờ qua, Bến Tre còn ghi nhận một ca mắc mới là tài xế giao hàng có địa chỉ cư trú tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, test nhanh kết quả dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu. Người này chưa vào địa phận tỉnh Bến Tre. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2.217 ca, tổng số ca ra viện 1.915 ca, tổng số ca tử vong 52 ca. Chính quyền có trách nhiệm, người dân có nghĩa vụ, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.